Soi thời trang đi học của sinh viên, xuân hạ thu đông đều cực phong cách, chân trời mới cho tín đồ mix and match. Nếu như thời tiểu học, trung học, chúng ta thường xuyên quen thuộc với đồng phục và sơ mi trắng, thì ở đại học quả là một chân trời mới, một không gian thỏa sức sáng tạo và phối đồ khẳng định cá tính riêng. Cùng 8TV đột nhập trường đại học kiến trúc, một ngôi trường quy tụ toàn những nhân tài nghệ thuật, xem họ phối đồ ra sao nhá. Do nằm ở Hà Nội, trải qua mùa đông lạnh lẽo, nên những outfit thường thấy của sinh viên HAU là khoác dạ dài, hoodie, khăn quàng cổ. Vừa giữ ấm, vừa trẻ trung mà lại khá thời trang. Lượn qua một số trường khác tại Trung Quốc, thời tiết mát mẻ hơn, sinh viên cũng có những bộ outfit khá hợp thời. Điểm nổi bật là các bạn nữ nơi đây khá thường xuyên kết hợp bút cao cổ với quần đùi ngắn để khoe đường những đôi chân thon dài. Còn tại những nơi thời tiết ấm áp hơn nữa thì sao nhở? Cực nhiều phong cách đa dạng được các bạn sinh viên khoác lên mình. Dễ thương, xinh xắn có, mà quyến rũ nữ tính hay độc đáo cũng có luôn. Các bạn nghĩ sao? Thích nhất style nào? Chia sẻ cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị nhé!